नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सं नमो तस्य भगवतो अर्हतु सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस्य भगवतो अरहतो Chương một, con đường giữa bên trong, tức trung đạo. Bài pháp được thuyết cho chư tăng và cư sĩ theo thổ ngữ của vùng Đông Bắc Thái Lan vào năm 1970. Đạo Phật dạy chúng ta từ bỏ điều ác và thực hành điều thiện và rồi khi ác pháp đã được từ bỏ và thiện pháp đã được quân tập thành một thói quen chúng ta phải buông bỏ cả hai thiện và ác chúng ta nghe đã đủ về các điều kiện duyên thiện và bất thiện để có thể hiểu ít nhiều về chúng vì vậy chúng tôi muốn nói về con đường giữa tức là con đường để vượt qua cả hai những cái thiện và ác này tất cả những bài pháp và giáo lý của đức phật chỉ có một mục đích chỉ ra con đường thoát khổ cho những ai chưa thoát ra khỏi khổ những lời dạy này nhằm mục đích giúp chúng ta có một sự hiểu biết chân chánh tức chánh tư duy nếu chúng ta không có sự hiểu biết chân chánh Chúng ta sẽ không thể đạt đến sự an bình. Khi các vị Phật chứng ngộ đạo quả giải thoát niết bàn và thuyết giảng những lời dạy đầu tiên, các ngài đều chỉ ra hai cực đoan này: đam mê là phú và đam mê sự hành xác đào đớn. Hai con đường này là hai cực đối nghịch, và ở giữa hai thái cực này, những chúng sinh đang chìm đắm trong các ham muốn dục lạc luôn bị dao động không bao giờ có thể đạt được sự bình an chúng đều là những con đường xoay quanh dòng sinh tử luân hồi samsara đấng giác ngộ quan sát thấy rằng tất cả chúng sanh đều bị mắc kẹt trong hai cực đoan này nên không bao giờ thấy được con đường giữa của pháp chân lý tham ma vì vậy ngài đã chỉ ra cả hai cực đoan này để cho thấy sự bất lợi khi chúng ta dính mắt vào chúng do bởi chúng ta vẫn còn đang mắc kẹt bởi chúng ta vẫn còn ham muốn nên chúng ta cứ sống lộn tới lộn lui dưới sự thống trị của chúng đức phật tuyên bố rằng cả hai con đường này đều là những con đường đã bị nhiễm độc chúng không phải là con đường của người hành thiền cũng không phải là con đường đưa đến sự an bình hai con đường này là tìm sự thỏa mãn trong những lạc thú và tìm sự thỏa mãn trong sự đau đớn Hay nói một cách đơn giản một con đường là của sự phóng vật buông lung và một con đường kia là của sự căng thẳng nếu các ông thẩm sát vào bên trong từng khoảnh khắc một các ông sẽ thấy rằng con đường căng thẳng là sân hận con đường của ưu phiền đi con đường này thì chỉ có sự khó khăn và đau khổ mà thôi chìm đắm trong lạc thú nếu các ông vượt qua được điều này có nghĩa là các ông đã vượt qua sự hạnh phúc hạnh phúc lẫn đau khổ đều không phải là những trạng thái an bình đức phật dạy chúng ta buông bỏ cả hai đây là sự thực hành chân chánh đây là con đường giữa những từ này con đường giữa không ám chỉ thân và khẩu của chúng ta mà nói đến tâm khi một trong các giác quan tiếp xúc với đối tượng của nó và một cảm xúc mà chúng ta không ưa thích sinh khởi cảm xúc này tác động vào tâm và tạo ra sự bối rối khi tâm bối rối nó dao động đây không phải là con đường chân chánh khi một trong các giác quan tiếp xúc với đối tượng của nó và một cảm xúc mà chúng ta ưa thích sinh khởi tâm sẽ buông thả trong sự khoái lạc đó cũng không phải là con đường chân chánh con người chúng ta không muốn khổ chúng ta muốn hạnh phúc nhưng trên thực tế hạnh phúc chỉ là một hình thức di tế của khổ khổ tự thân nó là một dạng thu của hạnh phúc. Các ông có thể so sánh chúng với một con rắn. Đầu của con rắn là khổ, đuôi của con rắn là hạnh phúc. Đầu của con rắn thật sự nguy hiểm vì nó có nanh độc. Nếu các ông sờ vào nó, con rắn sẽ cắn các ông ngay tức khắc. Nhưng bận tâm đến cái đầu mà làm gì? Cho dẫu các ông đi mà nắm đuôi của nó, nó cũng quay lại để cắn các ông, giống hệt như khi các ông sờ vào đầu của nó vậy. Bởi vì cả đầu lẫn đuôi đều thuộc về một con rắn. Tương tự như vậy, cả hạnh phúc và đau khổ, hoặc vui và buồn đều sinh khởi từ cùng một cha mẹ, đó là hàm muốn. Vì vậy, khi các ông hạnh phúc, tâm của các ông không an bình nó thật sự không an bình. Ví dụ khi có được những thứ mà chúng ta ưa thích, chẳng hạn như tài sản, uy tín, những lời khen tặng hay sự hạnh phúc, thì kết quả là chúng ta vui vẻ. Nhưng tâm vẫn chấp chứa sự lo lắng trong đó, do chúng ta sợ những thứ này rồi sẽ mất đi. Chính sự lo sợ đó là trạng thái không an bình sau đó trên thực tế chúng ta có thể bị mất đi những thứ ấy và rồi chúng ta thật sự đau khổ vì vậy nếu các ông không nhận thức rõ điều này cho dẫu các ông đang hạnh phúc thì đau khổ vẫn đang ngấp nghé tìm đến với các ông việc này cũng giống như khi chúng ta nắm lấy đuôi con rắn nếu các ông không buông nó ra thì con rắn sẽ cắn các ông. Do đó, cho dẫu là đầu hay là đuôi của rắn, nghĩa là các điều kiện tức duyên thiện hay bất thiện, tất cả chúng đều là những đặc điểm của bánh xe luân hồi, của sự thay đổi bất tận. Đức Phật đề ra giới định tuệ như là con đường đưa đến sự an bình, con đường giác ngộ, nhưng thật ra, Ba yếu tố này không phải là cốt lõi của Phật giáo. Chúng chỉ là con đường, Đức Phật gọi chúng là Magga, có nghĩa là con đường. Cốt lõi của Phật giáo là sự an bình, và sự an bình này xuyên khởi từ việc thật sự hiểu rõ bản chất của sự vật và các hiện tượng. Nếu chúng ta thẩm sát tường tận, chúng ta có thể thấy rằng sự an bình đó không phải là hạnh phúc mà cũng không phải là đau khổ cả hai thứ này đều không phải là sự thật tâm của con người cái tâm bị ô nhiễm mà đức phật khuyến khích chúng ta nhận biết và thẩm sát là cái gì đó mà chúng ta chỉ có thể biết được qua các sinh hoạt của nó nhưng không một thứ gì có thể dựa vào đó để cân đo đong đếm được cái tâm nguyên sơ đích thực không một thứ gì chúng ta có thể dựa vào để qua đó mà biết được nó xin nghe chú thích thêm ở cuối chương trong trạng thái tự nhiên tâm không dao động nó đứng yên khi một trong các giác quan tiếp xúc với đối tượng của nó và hạnh phúc sinh khởi thì tất cả những gì xảy ra là tâm bị lạc lối trong cái cảm xúc đó có sự dao động khi tâm dao động như vậy thì sự bám níu và dính mắc vào đối tượng đó bắt đầu xảy ra. Đức Phật đã dạch ra con đường thực hành trọn vẹn, tròn đủ, nhưng chúng ta vẫn chưa thực hành. Hoặc nếu chúng ta có thực hành, chúng ta chỉ thực hành qua lời nói suông mà thôi. Tâm và lời nói của chúng ta không đi đôi với nhau. Chúng ta chỉ đi tìm sự thỏa mãn qua những hí luận vô bổ nhưng nền tảng của phật giáo không phải là cái gì có thể nói suông hay suy đoán nền tảng thật sự của phật giáo là sự hiểu biết trọn vẹn sự thật của thực tại nếu một người hiểu được sự thật này thì giáo lý sẽ không còn cần thiết nữa nếu người ấy không hiểu cho dẫu có cố gắng lắng nghe giáo pháp thì cũng coi như không thật sự nghe nó đó là lý do tại sao đức phật dạy bậc giác ngộ chỉ chỉ ra con đường ngài không thể thực hành thay cho các ông bởi vì sự thật là cái gì không thể diễn đạt bằng lời hoặc có thể đem đi biếu tặng tất cả những lời dạy chỉ là những sự dí do và so sánh nhằm giúp cho tâm hiểu được sự thật nếu chúng ta không thấy được sự thật chắc chắn chúng ta phải khổ. Thí dụ, chúng ta thường dùng từ sankhara các hành khi đề cập đến thân. Ai cũng có thể nói từ này, nhưng trong thực tế, chúng ta luôn gặp vấn đề đơn giản là do bởi chúng ta không hiểu sự thật của các sankhara này. Và vì vậy, chúng ta bám níu vào chúng. Do chúng ta không hiểu được sự thật về thân chúng ta khổ. Đây là một ví dụ. Giả sử một buổi sáng nọ, các ông đang rảo bước trên đường đến sở làm, thì từ bên kia đường xuất hiện một gã đàn ông, Hắn tự nhiên la ó lăng mạ làm nhục các ông. Khi nghe những lời lăng mạ này, tâm của các ông thay đổi, nó không còn ở trạng thái bình thường nữa. Các ông cảm thấy không thoải mái các ông cảm thấy giận dữ và bị tổn thương. Gã kia cứ đi quanh, chửi các ông cả ngày lẫn đêm. Bất cứ khi nào các ông nghe những lời lăng mạ đó, các ông trở nên tức giận, và ngay cả khi về đến nhà, các ông vẫn còn tức. Các ông cảm thấy không thể khoan dung, các ông muốn trả đũa. Dài ngày sau đó, một người khác đến gặp các ông và la lên rằng, Này, người mà hôm nọ lăn mã bạn ngoài đường là một kẻ mất trí, hắn điên, điên đã nhiều năm rồi, hắn cứ mắng chửi mọi người như vậy, chẳng ai màng bận tâm đến những gì hắn nói. Vừa nghe xong điều đó, các ông tự nhiên thấy nhẹ cả người. Sự sân hận và tổn thương mà các ông đè nén trong lòng những ngày qua, hoàn toàn tàn diện. Tại sao vậy? Bởi vì giờ đây các ông đã hiểu được sự thật của vấn đề. Trước kia các ông không hiểu, cứ nghĩ rằng người kia là một kẻ bình thường nên giận hắn ta. Do nghĩ như vậy cho nên các ông bị tổn thương. Khi các ông tìm ra sự thật, mọi sự thay đổi. Ô, hắn điên mà, quá rõ rồi. Khi các ông hiểu được như vậy, các ông cảm thấy ổn bởi vì các ông đã tự biết lấy cho chính mình. Khi đã biết, các ông có thể buông bỏ. Nếu các ông không biết sự thật, các ông cứ bám chặt vào đó. Khi các ông nghĩ cái gã lăng nhục các ông là một kẻ bình thường, các ông chắc chắn chỉ muốn giết hắn thôi. Nhưng khi các ông tìm ra sự thật rằng cái gã đó điên, các ông cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều đây là hiểu biết sự thật một người thấy pháp chân lý tram ma cũng có kinh nghiệm tương tự khi chấp thủ tham sân và si tan biến chúng cũng tan biến theo cách tương tự chừng nào mà chúng ta còn chưa hiểu được những điều này chúng ta sẽ nghĩ mình có thể làm gì? Mình nhiều tham sân quá. Đây không phải là một sự hiểu biết rõ ràng đúng với sự thật. Việc này cũng tương tự như khi chúng ta nghĩ rằng gã điên kia là kẻ tịnh trí. Khi chúng ta rốt cuộc hiểu ra rằng hắn ta chỉ là một gã điên thì chúng ta nhẹ gánh phiền muộn. Không ai có thể chỉ cho các ông điều này, chỉ khi tâm tự nó hiểu lấy thì mới có thể bứng được tận gốc sự chấp thủ và từ bỏ nó. Điều ấy cũng tương tự với cái thân mà chúng ta gọi là chư hành Sankhara này. Mặc dù Đức Phật đã giải thích rằng thân này thì không thật hay giả tạm, chúng ta vẫn không đồng ý, chúng ta vẫn ngoan cố bám chắc vào nó. Nếu cái thân có thể nói suốt ngày nó sẽ nói với chúng ta rằng ông không phải là ông chủ của tôi ông biết đó thật ra lúc nào nó cũng nói với chúng ta như vậy nhưng nó nói theo ngôn ngữ của Dharma nên chúng ta không thể hiểu được ví dụ như các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi và thân này đang liên tục thay đổi nhưng tôi chưa bao giờ thấy chúng xin phép chúng ta cho dẫu chỉ một lần giống như khi chúng ta đau bụng hay bị nhức đầu thân có xin phép chúng ta trước gì đâu nó đau là nó đau liền theo cái tiến trình tự nhiên của nó điều này cho thấy rằng thân này không cho phép ai làm chủ của nó cả nó không có chủ đức phật đã mô tả nó như một vật không có thực chất rỗng không chúng ta không hiểu đam ma và do đó không hiểu các hành sankhara này chúng ta nhận chúng chính là chúng ta thuộc về chúng ta hay thuộc về người khác điều này khiến cho sự bám níu sinh khởi khi sự bám níu sinh khởi sự trở thành hay hữu sẽ theo sau một khi hữu sinh khởi thì sẽ có sự sinh một khi có sinh thì sẽ có già, bệnh, chết, toàn bộ một khối đau khổ sinh khởi. Đây là pháp duyên khởi. Chúng ta nói vô minh tạo duyên cho tác ý, hành sinh khởi, hành duyên cho ý thức, thức vân vân. Tất cả những điều này đơn giản chỉ là những sự kiện diễn ra trong tâm khi chúng ta tiếp xúc với điều gì mà chúng ta không thích, nếu chúng ta không có chánh niệm thì si tức vô minh có mặt ngay tại đó. Đau khổ sinh khởi ngay tức thì. Tuy nhiên, tâm đi qua những biến đổi ấy nhanh đến độ chúng ta không thể theo kịp chúng. Nó cũng giống như khi các ông rơi từ trên cây xuống Trước khi các ông biết được việc gì xảy ra, ụt, các ông đã nằm dài trên đất. Thật ra thì, trong khi rơi, các ông đã lướt qua nhiều cành to và nhánh nhỏ. Nhưng các ông không thể đếm chúng, không thể nhớ chúng khi các ông rơi ngang qua chúng. Đơn giản, các ông chỉ rơi xuống và rồi, ụt. Pháp Duyên Khởi cũng tương tự như vậy. Nếu chúng ta phân nó ra như trong kinh điển, thì chúng ta nói rằng, Du minh duyên cho hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục căng, lục căng duyên xuất, xuất duyên thọ, thọ duyên khác ái, khác ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sinh, sinh duyên cho già, bệnh chết và tất cả những dạng sầu muộn nhưng trong thực tế khi các ông tiếp xúc với điều mà mình không thích đau khổ có mặt ngay lập tức cảm giác đau khổ ấy trên thực tế là kết quả của toàn bộ chuỗi pháp duyên khởi đó là lý do tại sao đức phật khuyến khích các đệ tử của mình nên quán chiếu và hiểu cho thật cặn kẽ tâm của chính mình khi mới sinh ra trên cõi đời này có người không có danh tánh một khi sinh ra rồi thì mới được đặt tên đó là quy ước chúng ta đặt tên cho từng người để gọi nhau cho tiện kinh điển cũng vậy chúng ta đặt tên dán nhãn để phân chia mọi thứ ra nhằm tiện cho việc nghiên cứu thực tại tương tự sự vật và các hiện tượng đơn giản chỉ là các hành sankhara bản chất khởi thủy của chúng chỉ là các pháp hữu di đức phật dạy rằng chúng vô thường bất toại nguyện và vô ngã chúng không bền vững chúng ta không hiểu để nắm cho vững điều này sự hiểu biết của chúng ta không ngay đường thẳng lối cho nên chúng ta tà kiến tà kiến ở đây là cho rằng các hành sankhara chính là chúng ta chúng ta là các sankhara hay cho rằng hạnh phúc và đau khổ đó chính là chúng ta. Chúng ta là hạnh phúc và đau khổ. Thấy như vậy là không hiểu biết trọn vẹn và không có sự hiểu biết rõ ràng về bản chất thực sự của sự vật và các hiện tượng. Sự thật chính là chúng ta không thể buộc sự vật và các hiện tượng phải vận hành theo như ý muốn của chúng ta. Chúng vận hành theo đường lối của tự nhiên và đây là một sự so sánh đơn giản giả sử các ông ra ngồi giữa đường cao tốc và những chiếc ô tô xe tải đang đâm thẳng vào các ông các ông không thể giận những cái xe và la lối đừng chạy qua đây đừng chạy qua đây đó là đường cao tốc các ông không thể bảo xe cộ không được chạy như vậy vậy các ông có thể làm gì các ông phải đi vào trong lề đường Đường là nơi dành cho xe cộ. Nếu các ông không muốn những chiếc xe chạy trên đó, các ông chỉ chuốt lấy đau khổ. Các hành Sankhara cũng tương tự như vậy. Chúng ta nói rằng chúng quấy rầy chúng ta. Chẳng hạn như khi chúng ta đang ngồi thiền và nghe có tiếng động, chúng ta nghĩ rằng, ô, tiếng động đó quấy rầy tôi. Nếu chúng ta hiểu theo kiểu tiếng động quấy rầy chúng ta thì chúng ta sẽ đau khổ với cách hiểu như vậy. Nếu chúng ta quan sát sâu hơn nữa, chúng ta sẽ thấy rằng chính chúng ta phóng tâm ra ngoài và quấy rầy tiếng động. Tiếng động chỉ đơn giản là tiếng động. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì chẳng có gì phải bận tâm thêm nữa, chúng ta cứ để mặc nó. Chúng ta hiểu rằng tiếng động là một việc và chúng ta là một việc khác. Người mà thấy âm thanh đến để quấy rối mình là người không hiểu chính mình. Người ấy thật sự không hiểu chính mình. Một khi các ông hiểu được chính mình, các ông sẽ thấy thoải mái. Âm thanh chỉ là âm thanh. Tại sao các ông lại đi mà dính mắt với nó? Thực tế các ông phải thấy rằng các ông chính là người đi ra ngoài để quấy rầy âm thanh đây chính là sự hiểu biết thật sự về chân lý các ông thấy được cả hai mặt nên các ông có sự bình an nếu các ông chỉ thấy một bề sẽ có sự đau khổ một khi các ông thấy cả hai mặt các ông đi theo con đường giữa đó là sự thực hành đúng đắn của tâm đây là cái mà chúng ta gọi là làm cho sự hiểu biết của mình được ngay hàng thẳng lối. Tương tự như vậy, bản chất của các Sankhara là vô thường và hoại diệt, nhưng chúng ta muốn nắm giữ lấy chúng. Chúng ta mang chúng đi theo và thèm muốn chúng. Chúng ta muốn chúng là thật. Chúng ta muốn tìm thấy cái thật trong những cái không thật. Bất cứ khi nào ai đó hiểu theo cách như vậy, bám níu vào các Sankhara và cho đó là chính mình người ấy sẽ đau khổ. Việc thực hành pháp chân lý dhamma thì không lệ thuộc vào việc người thực hành phải là một tỳ khưu, sa di hay một cư sĩ mà tùy thuộc vào việc làm cho sự hiểu biết của mình ngay thẳng, không quanh co. Nếu sự hiểu biết của chúng ta đúng đắn, chúng ta sẽ đến được với sự an bình cho dẫu các ông có xuất gia hay không cũng đều như nhau mọi người đều có cơ hội để thực hành tam ma để quán chiếu nó tất cả chúng ta đều quán chiếu cùng một thứ như nhau nếu các ông đạt được sự an bình thì nó cùng là một sự an bình cùng một con đường với cùng một phương pháp vì vậy đức phật không phân biệt giữa hàng cư sĩ với người xuất gia. Ngài dạy tất cả mọi người thực hành để hiểu sự thật của các Sankhara. Khi chúng ta hiểu sự thật này, chúng ta buông bỏ chúng. Khi chúng ta hiểu sự thật, sẽ không còn hữu, tức sự trở thành hay sinh nữa. Tại sao mà không còn sinh nữa? Sinh không còn cách nào để xảy ra, bởi vì chúng ta đã hiểu tường tận sự thật về các Sankhara. Nếu chúng ta đã hiểu tường tận sự thật, chúng ta sẽ có sự an bình. Có hay không có cũng đều giống nhau, được hay mất cũng chỉ là một. Đức Phật dạy chúng ta để hiểu điều này. Đây là sự an bình, an bình đến từ hạnh phúc, đau khổ, vui sướng và sầu muộn. Chúng ta phải thấy rằng, chẳng có lý do gì để sinh ra lại nữa sinh ra bằng cách nào chứ sinh ra trong niềm vui khi chúng ta có được cái gì mà chúng ta thích chúng ta vui sướng vì có nó nếu không bám níu vào sự vui sướng ấy thì sẽ không có sinh nếu có sự bám níu đây được gọi là sinh vì thế hiểu được như vậy khi chúng ta có được một cái gì đó chúng ta sẽ không còn phải chịu cái cảnh sinh ra trong sự vui sướng. Nếu chúng ta mất một cái gì đó, chúng ta sẽ không phải chịu cái cảnh sinh ra trong sự sầu muộn. Đây là sự không sinh và không chết. Sinh và chết, cả hai đều được xây dựng trên sự bám níu và luyến ái các Sankhara. Do đó Đức Phật dạy, Như Lai không còn sự trở thành tức hữu nữa chấm dứt chính là cuộc sống thánh thiện. Đây là kiếp sống cuối cùng của ta. Đó, Ngài đã biết sự vô sinh và bất tử. Đây là điều mà Đức Phật không ngừng động viên các môn đồ của mình phải hiểu. Đây là sự thực hành chân chánh. Nếu các ông không đến được đó, nếu các ông không thành tựu con đường giữa, các ông sẽ không vượt qua được khổ theo The Middle Way Within. Chủ thích tâm nguyên sơ Câu này dịch sát theo bản tiếng Anh thì hơi khó hiểu Và có thể làm cho một số người đọc hiểu lầm rằng Có hai cái tâm Một cái tâm nguyên sơ và một cái tâm bị ô nhiễm Trên thực tế thì chỉ có một cái tâm duy nhất là tâm nguyên sơ và cái tâm nguyên sơ này khi bị ô nhiễm bởi phiền não thì nó trở thành tâm phàm phu của chính chúng ta đây theo asancha thì chúng ta có thể nhận biết cái tâm ô nhiễm này qua việc dùng chánh niệm để quan sát và ghi nhận các sinh hoạt của nó nhưng cái tâm nguyên sơ đích thực thì không thể dựa vào bất cứ một thứ gì qua đó để có thể biết được nó Arantia nói rằng, vì tâm nguyên sơ bị ô nhiễm, được ví như nước tinh khiết dễ bị nhuộm màu bởi các loại nước khác, chẳng hạn như nước màu xanh, màu đỏ, vân vân. Khi hòa các thứ nước này với nó, để hiểu rõ sự nhuộm màu của tâm này, quý độc giả và hành giả có thể đọc chương 22, món quà pháp nhằm tham khảo thêm lợi dụng sự dễ bị đồng hóa của tâm nguyên sơ, khi chúng ta thực hành, chúng ta được hướng dẫn ghi nhận chánh niệm một cách liên tục. Mục đích là để cho tâm sở niệm, tức cái biết, liên tục đồng hóa tâm nguyên sơ với nó, hầu có thể ghi nhận quan sát những hiện tượng sinh khởi và hoại diệt trên thân và tâm trên nền tảng của chánh kiến qua đó giúp chúng ta hiểu được quy luật vận hành của thân tâm nói riêng và của thiên nhiên nói chung. Tuy nhiên, Ajahn Cha dạy rằng, hành giả phải biết rằng cái tâm mà ta đang thẩm sát đây chỉ là cái tâm bị ô nhiễm, chứ không phải là tâm nguyên sư. Phải hiểu rằng, cái tâm biết liên tục đó chính là tâm chánh niệm đã đồng hóa tâm nguyên sư biến tâm nguyên sơ thành chính nó. Tâm nguyên sơ thì không thể dựa vào bất cứ thứ gì để biết được nó, vì nó chỉ là chính nó. Chỉ khi nào chúng ta buông bỏ hết, không còn bất kỳ sự dính mắc nào nữa, đối với các đối tượng của tâm, có nghĩa là chúng ta đã vô hiệu hóa mọi suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng, trạng thái tâm không để cho chúng đồng hóa tâm nguyên sư với chính chúng, thì ngay chính lúc đó tâm nguyên sư sẽ tự hiển bày. Đây là điều rất quan trọng của bài pháp đầu tiên mà quý độc giả, hành giả cần phải nắm, để có thể hiểu được một cách dễ dàng hơn các bài pháp kế tiếp. Trong đó, a cha dạy về cách thanh lọc cái tâm ô nhiễm và sự buông bỏ mọi dinh mắt chấp thủ để có thể thực hành theo nhằm lợp mái nhà tâm của chúng ta, đúng lời đức Phật dạy, hành theo nhằm lợp mái nhà tâm của chúng ta, đúng lời đức Phật dạy, hành theo nhằm lợp mái nhà tâm